Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xà Bình Dẫn. Hôm nay là thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021, thì mình cũng tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan cho các bạn được biết. Thì hôm qua có kêu em quay cái tình trạng cái vườn xuống nhị như thế nào để cho các bạn cũng tiện nắm luôn. Thì nhìn chung là bông rất đẹp nha các bạn, bông vô hộp mạnh nha. Thì do mình ở đang công ty nên nhờ anh em mình nó quay cái vườn giùm. Thì quay lại với cái chủ đề hôm nay là mình tiếp tục cập nhật giá xài nha. Thì giá nó cũng không có gì thay đổi các bạn. Cụ thể là giá xài vàng loại 1, giá này là giá mua tại vườn nha. Xài vàng loại 1 là 24.000, loại 2 là 13.000, loại 3 là 5.000. Còn xài xanh là xanh nhất 19.000, xanh nhì 13.000 và xanh ba là 15.000. Thì giá nó không có thay đổi nhiều nên hai ngày mình mới cập nhật một lần nha các bạn. Thì bà con nhà vườn nào mà có xài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ghi trên màn hình nha. Thì hiện tại chỉ mua được trong tỉnh, hiện tại chỉ mua được trong tỉnh thôi các bạn, ngoài tỉnh thì chắc là hiện tại không có mua được rồi. Nhưng mà bạn nào ở khu vực An Giang thì nếu có bán mà bán, nếu mà không có lái hoặc là đi lại khó khăn thì cũng có thể liên hệ mình sẽ giới thiệu dựa cho bán cho các bạn nha, cho các bạn bán được. Thì cái vườn của mình bữa nay là một số bông là nó vô hộp mạnh đó các bạn. Nói chung năm nay là vườn cho hè làm xè mùa, xè sớm, lượng bông cũng là khá nhiều các bạn ơi, cũng mừng nha. Thì ngoài cái cập nhật giá xài thì bên mình có bán túi bao xài nha các bạn. Thì cụ thể là bên mình bán túi bao xài Lê Nhân nha, là thùng trắng Đài Loan 3.000 cái là giá 1.900.000. Thùng vàng Đài Loan 2.500 cái là giá là 2.600.000. 2.500 cái nha các bạn, chứ không phải là cái thùng 2.000 cái nha. Thì bao vàng bên mình nó giá thì nó cũng mềm nha, mà chất lượng thì cũng không thua gì đâu. Còn xài chu á, giá của thùng bao xài chu á, thùng trắng là 2.600.000 nha, còn thùng vàng là 2.400.000, thùng vàng thì 2.500 cái nha các bạn. Thì mình sẽ ghim cái bảng giá trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi. Bạn nào cần thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 079 590 5099. Thì cũng cảm ơn bà con nhà vườn trong thời gian qua đã tin tưởng mình nha. Thì video hôm nay của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn xem thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.